Trời ơi. Con nhanh đi con, 5 phút rồi con. Đó. Chắc hơn 100 con quá. Cho ăn thôi là hết ngày rồi. Đó con không? Trộn hộp cơm cho ăn xong rồi bắt đầu chọn vệ sinh thì bắt đầu xong xuôi thì 10 giờ. Bây giờ thì có thấy 9 giờ rồi đó. Cô có đặt tên cho nó không cô? Không có, chúng tôi đâu có làm sao mà cô đặt cho nó sợ. Nhưng mà mình có biết là mấy con mèo là loại mèo như có, thế nào không cô? Có, nếu mà biết tên này nó nhìn cô nó nghe. Dạ. Biết mà tại vì nó đã ở với cô quá quen thuộc quá lâu rồi. Đây là mèo này là kêu là mèo gì cô? Mèo loại mèo quá. Thôi chúng nó hoang đàn, nó hoang dã là mèo hoang hết ha. Về tụi nó mồ côi, nói chung là cả nhà mồ côi hết. Dạ. Đó là cô không mang chứ. Chứ đâu có phải là cái gì đâu con. Tức là con nhẹ hết. Là cô biết tội là cô đem về. Mấy cái chỗ mà ủa? Trung tâm cứu hộ động vật đồ có hỗ trợ mình gì không cô? Con xuất ra đạp bên trái, con đạp bên trái vô, chân con đó. Đây là mấy cái chỗ trung tâm cứu hộ động vật mèo chó mèo đồ có không cô? Chưa có. Chưa. Đâu mẹ? Một ngàn. Ôi phải nói là 3.000 mèo là vàng mèo luôn mọi người ơi. Dạ dạ ra đi cô. Chứ còn không thấy hơi ngọt. Ngọt lắm mọi người ơi. Nói cái chuyện mà quản lý tụi nó không để tụi nó đi ra ngoài thôi là cả một cái vấn đề rồi. Phải vệ sinh cho nó các thứ nữa. Quá trời quá đất. Thì cô đã nói với con nó phát sinh ra nhiều cái con thấy không, tất cả cái gì cũng phải mua, tờ giấy báo với số gì cũng phải mua hết chứ. Cộng đồng đã cho gạo cho một ăn một ngày 5 kg rồi, con thử nghĩ đi, mấy trăm con mèo mà ăn ngày có 5 kg gạo à, 5 kg gạo với 3 kg xương gà, xương gà mà cô còn chích ra
chiếc da bớt rồi để cho những con khó ăn nữa. Chứ nồi cơm mấy con thấy không, nồi cơm năm cái gạo mà có nhiều cá hấp và rồi hả xương gà trộn vô không có cái gì thêm hết. Nếu mà cô đi lượm đồ thêm á thì có ăn ngang, có ăn phụ thêm, còn mà lượm không có thì không phải là cô lượm không có, nhưng mà cứ cô cứ lên lượm muốn cho mấy con mèo kia ăn trước không à. Bây giờ mình có thêm lời nào mình nói với mọi người không? Có mình nhắn nhủ gì với mọi người không? Nói chung là hôm nay tôi rất cảm ơn tất cả cộng đồng trên toàn xã hội đã đều biết đến để mà chia sẻ và gửi gắm cho các con tôi để có được miếng ăn là cái trước hết. Và cái nữa là sức khỏe ngày hôm nay tôi đã ổn định hết phân nửa rồi. Thành thử ra tôi lo được cho các con. Chỉ các con là không có ăn với lại không có... Nói chung là ai cho tiền á thì tôi nhận số tiền đó là tôi để nhà cho con. Chứ bản thân tôi thì không làm gì ra được hết. Đó, rồi ai cho gì cơm, cho quần áo cũ thì tôi cũng nhận, cho tất cả cái gì tôi cũng nhận hết. Đấy, rồi tôi cảm ơn tất cả cộng đồng đã chia sẻ cho cái nhà mèo và các con tôi ngày hôm nay là như vậy. Dạ, rất là một cái tình cảm rất là đáng quý à. Con xin phép để cô. Dạ, tôi con xin phép về luôn để cho cô lo ha. Rồi. Trời ơi coi nó đạp kìa. Con Tú ở trên Bình Dương hả? Dạ, con ở Bình Dương nhưng mà bây giờ con làm ở Sài Gòn. Nhưng mà bây giờ có mượn cái đợt trước á con biết không? Rất nhiều nhà báo rồi vô xin quay. Nhà báo quay Hà Nội vô quay mà tại vì cô không có rảnh để mà cô tiếp được, con biết rồi đó. Cô không có rảnh để mà cô tiếp, chứ ai cô cũng tiếp hết, ai cô cũng tiếp hết. Nhưng mà tại vì cô không có thời gian, cô có giày không mà tại sao cô có thời gian được con. Chứ ai cô cũng nhận và cũng tiếp mà. Đó là như vậy đó con. Như vừa rồi á, cái cô Kỳ Trang á, cô đăng lên với lại cái chú nào á, vừa đăng lên Facebook là cách đây mấy ngày đó con. Nói chung là cộng đồng cũng mang hạt, mang tiền chia sẻ, mang sữa. Có vừa rồi sáng nay có vợ chồng của ca sĩ Châu. Ca sĩ Châu là ca sĩ nào cô? Cô không biết. Ca sĩ Châu, hai vợ chồng của ca sĩ Châu tới đây thăm, có gửi cô tiền và sữa và bánh và có hai cô người mẫu nữa ngày hôm qua. Tội lắm. Dạ. Hồi đầu gà nặng quá trời rồi, nặng cũng không nổi luôn á. Cô nhờ nó một tay không tay mà không cho cô khiêng, để một mình khiêng mà cô ấy rất đẹp mà khiêng ngồi đầu gà. Cô không biết tên nữa cô. Không, cô không biết tên. Anh chỉ nói là con là, nhưng mà cô nhìn rồi cô biết rất đẹp. Ngồi đầu gà nặng lắm mà cô bé khiêng xuống dưới đây. Trời ơi, cô cảm phục luôn hả? Là mấy hôm nay là ca sĩ người mẫu ấy, diễn viên cũng tới thăm nhiều. Có tới thăm. Ngày hôm qua là người mẫu, hôm nay có hai, hồi sáng có hai vợ chồng của ca sĩ Châu tới thăm cả nhà các con cô. Nói chung là cộng đồng cũng mong muốn cô là bình phục để mà lo cho các con. Nếu mà cô có chuyện gì thì con cô không còn đâu. Tại vì nhà này là nhà thuê mà cô thì có một mình, không ai là kế hết cả mà tiếp tục. Thế thương quá, bây giờ sức khỏe đã yếu như vậy rồi nhưng mà vẫn còn lo sợ là lỡ mình có cái chuyện gì thì không biết là các con hơn 400 con mèo sẽ đi về đâu, sẽ sống ra sao. Thì đó là vẫn là cái nỗi trăn trở của cô Chi. Thưa mọi người, những ngày qua khi mà nghe tin cô gặp nạn, cộng đồng đã chung tay, trong đó có những cái thành viên ở giới showbiz nữa, thì đây là một cái động lực rất lớn để cho cô có thể bước tiếp cái con đường ý nghĩa của mình. Thôi xin phép con chào cô nha. Chúc cô sớm lành bệnh nha. Cô mở cửa giùm con nha cô. Cô cũng chào hai con. Dạ. Đó con thấy không? À ngồi, dạ. Ngồi ngoài đường, ngồi ngoài đường chúng bắt nè. Cô ra đi con. Dạ dạ để con đó, ra. Con thấy không? Nếu mà cô phải đi đến 10 giờ sáng con về để cô lấy đồ sắm về. Đó, cô lấy đồ sắm về để cô tiếp tục là ngày mai. Dạ. Đó. Đầu không gà. Đi là đâu có được. Đây là con đường dẫn vô nhà của cô Chi nha mọi người nha. Con đường C7C giao đến đường Phạm Hùng nha.
Thôi chào cô nha, con chào cô, chào mèo, chào các em mèo. Dạ. Chào hai con nha. Dạ chào cô.